Chào các bạn, hôm nay mình có một cái loại muối hay hay để mình chia sẻ với các bạn. Cái loại muối này không phải là muối mà mình nấu ăn trong bếp, mà cái loại muối này gọi là muối Epsom salt. Tiếng Việt mình hình như dịch là mình coi trên Google nói là dịch là muối vô cơ. Thì cái muối này tên khoa học là gọi là magnesium sulfate. Thì cái muối này mình hay giữ trong nhà, mà mình giữ ở trong cái phòng tắm của mình á, bathroom của mình, ở dưới cái bồn rửa chén của mình có cái tủ thì mình cất ở trong đó. Thì cái muối này mình giữ ở trong bathroom của mình á để mình dùng cho lúc mà mình tắm. Thì cái công dụng của cái muối tắm này đó là nó dùng để thứ nhất là tẩy cái da chết ở trên người của mình. Một công dụng nữa là giảm giảm đau cho cái bắp thịt của mình đó. Rồi có thể là giảm stress nữa. Thì nếu mà ngày nào mà mình đi tập thể dục về, hay là ngày nào đó mà mình cảm thấy mệt mỏi hay là stress at work, ở công sở, thì mình về tối lại mọi việc xong xuôi thì mình có thể là relax, rồi mình ngâm người ở trong cái bồn tắm. Thì mình xả cái bồn tắm đó, thì cái này trong cái này nó có hướng dẫn của mình đó là mình bỏ 2 cup muối này ở trong cái bồn nước tắm ấm, rồi mình pha cho nó tan ra, rồi mình ngâm người khoảng 15 hay 20 phút. Thì mình ngâm như vậy nó sẽ là relax cơ thể của mình, xả stress, tẩy đi những cái da chết ở trên người của mình, và cũng làm giảm đau cho những cái bắp thịt trên người của mình. Đó, rất là tốt khi là mình ngày nào mình tập thể dục nữa, mình tập thể dục về cái người mình nó đau á, thì mình có thể dùng cái này cho cái ngày đó. Một cái công dụng nữa đó là mình có thể dùng để ngâm chân. Đó thì cũng giống như là mình tắm thôi, mình cũng bỏ một cái thao nước ấm, rồi mình bỏ khoảng nửa cốc, thì khoảng nửa cái chén ăn cơm hay là đó, mình pha cho nó tan ra, xong rồi mình ngâm chân mình vào đó khoảng 15 phút. Thì cái tác dụng của cái muối khi mình ngâm chân như vậy đó, thì thứ nhất nó cũng là có cái tác dụng để tẩy những cái vết da chết ở trên chân của mình. Thì ở bên Mỹ thì mùa đông mình trời lạnh á, mình mang vớ nè, rồi mà mình cái da của chân của mình nó cũng bị khô, và da chết một ngày nó thảy ra rất là nhiều đó. Thì mình có thể làm như vậy, hay là nếu mà bạn có một cái công việc nào đó mà đòi hỏi mình phải đi lại nhiều, hay là mình phải đứng nhiều đó, thì tối về chiều về cái chân của mình nó có thể là bị đau, hay là bị, có nhiều người thì có thể bị sưng lên nữa, thì cái này nó có thể làm cho giảm sưng và giảm đau trên chân của mình, để cho mình có thể bị lạ, mình tác dụng như vậy. Đó là hai cái công dụng mà mình hay xài ở trong nhà của mình. Một cái công dụng nữa mà ở trên cái bọc này á, nó không có recommend, là không có chỉ cho mình xài, là ở trong pharmacy nó có cái bán, tại cái này nó pha rồi, nó đã pha với lại cái lá phin diệp và cái lá bạc hà. Ở trong pharmacy nó có một cái loại bán essence soap, mình không có pha gì hết trơn, nguyên chất. Thì cái đó mình có mua về, mình có thể mua về mà trị, cái đó dùng để trị táo bón rất là hay. Thì nếu mà để trị táo bón á, thì mình mua một cái chai nó nhỏ thôi, là nó không có bự như cái này. Thì mình mua về mình pha với lại 2 muỗng cà phê, pha với lại 1 ly nước, mình pha lên rồi mình uống. Thì cái công dụng của cái đó là nó giúp mình thảy ra những cái chất dơ trong ruột của mình, nó giống như là mình bị bón đi tiêu không được đó. Thì cái đó là giúp như vậy. Thì mình uống khoảng chừng một tiếng, nửa tiếng sau là mình có thể thấy cái hiệu quả của nó rồi. Nếu mà mình không thấy hiệu quả thì mình có thể uống thêm một lần nữa. Thì cái đó là trên cái hộp đó nó cũng có cái hướng dẫn cho mình. Đó là cái tác dụng thứ ba. Một cái tác dụng nữa đó mà mình hay xài ở trong nhà của mình á, là mình hay xài, để lâu lâu mình cũng xài rửa mặt. Thì cái giống như là hồi nãy mình đã nhắc rồi đó,
là cái tác dụng của cái Epsom salt này là có thể là tẩy da chết. Thì trên mặt mình mỗi ngày cũng có da chết, thì mình có thể bỏ một muỗng cà phê hay nửa muỗng cà phê bụng trong tay này nè, mình pha với lại một chút nước ấm ấm để cho nó thành một cái sệt sệt đó. Thì mình khi mình rửa mặt mình với nước lạnh thì mình có thể lấy cái này mình tha lên, mình chà, mình rửa cái muỗng nước muối này á trên mặt của mình, rồi mình cũng rửa lại nước lạnh, thì nó sẽ tẩy đi những cái da chết ở trên mặt của mình, nó cũng rất là hiệu quả. Một cái nữa mà mình nghe nói nhưng mà mình chưa có thử lần nào là những người mà làm vườn như là trong nhà xung quanh nhà đó, thì người ta nói là người ta rải cái này ở trên chỗ mà trồng cà hay trồng ớt, thì năm đó cái cà với ớt nó sẽ ra nhiều trái mà ra trái bự nữa. Hay là người ta rải ở trong vườn hoa thì hoa sẽ nở nhiều và nở lớn đó, thì cái đó thì mình chưa có sử dụng lần nào, mình chưa có thử, cho nên mình không có biết cái hiệu quả nó tốt hay không, nhưng mà mình chỉ nghe những người mà làm bạn làm vườn đó, họ nói như vậy thôi. Đó là một chút chia sẻ với các bạn. Thì mình cũng sẵn ở đây mình cũng có nói luôn là những cái nào mà mình xài cho cơ thể của mình hay là mình uống vào người của mình thì mình cũng nên đọc cái hướng dẫn ở ngoài sau, cái nào nên, cái nào không nên, và làm theo cái hướng dẫn trên bao bì, như vậy sẽ an toàn cho sức khỏe của mình hơn. Cái đó là cái quan trọng. Mình xài cái gì cũng vậy, thuốc hay là những cái xà bông hay là những cái vật dụng gì mà mình xài trên cơ thể là uống vào người của mình, thì mình cũng nên đọc qua cái hướng dẫn ở ngoài sau. Cái gói nào nó cũng có cái hướng dẫn và nó cũng có cái chú ý là nên làm hay không nên làm, thì mình làm theo như vậy thì sẽ tốt cho sức khỏe của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chia sẻ của mình ngày hôm nay. Have a good day.